Ông ngoại với Apollo này. Chào chị rồi. Chào. Mai ra chơi nó chơi. Khỏi nó thịt để barbecue. Chơi với em ở bơ lò kìa. Đây là phá. Bơ lò bữa nay có phá đà đê. Nhảy đi cơ. Vậy bữa sinh nhật không ra được rồi bữa nay lại ra được. Đây hai đứa cháu nó ra dọc sỏi đá này. Đó hai đứa. Vi hình đó. Và xa xa kia là Noah nè. Nó khoét lỗ. Chạy vô nhà. Cái gì con có thấy gì? Có thấy gì đó? Có thấy chạy vô hai chị em. Ba đứa luôn. Phá đà đê nè. Ở bỏ lộ nó là đứa nhà nó là. Phá đà đê. Chào con mới qua tới cha mới qua. Đi ngã sao? Làm cái gì mày ăn món gì đấy? Con bánh cài với thịt nướng. Làm bánh cài. Đây. Thịt nướng. Món này lâu lắm rồi mới làm. Mới làm. Rồi. Coffee. Coffee hả? Gọi gì nữa? Gọi gì nữa con? Cái gì nữa đâu? Gọi bánh gì nữa đâu? Rồi thôi. Cái mặt Apollo ăn quýt. Yeah, đau ăn quýt. Đó. Đó. Đau ăn quýt. Ba mâm. Mâm cắt được. Áo phô lô nè. Đó, nó bò rồi. Đó. Nó đi. Còn con này
đeo bà nội nữa, sát dán. Thằng này nó chơi đây. Nướng thịt. Ủa, gắp lên một miếng. Nhìn này nha. Không sống hay gì? Không phải. Cái đó là cái gì? Nướng khét hả? Nướng thịt, nó đang nướng thịt. Đang nướng thịt. Đúng không? Cái lê cái nhà nó trái xe hoằng luôn vậy. Ở xích trái. Bên đây có gì hoằng cây lê nhỏ xíu mà trái sai hết xíu. Uh...